mà mình thấy á, là gần như là khô thì hoàn toàn còn nguyên vẹn hết luôn Đúng nha. rồi, nguyên vẹn. Và không có nghe một cái mùi nào gọi là hôi thối nha cả nhà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Ô Lâm của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi chùa Khmer có tên là Khom Khlưng. Không biết thì tiếng Khmer thì Bùi Hồ nói cô bác quý anh chị có nghe được hay không. Nhưng mà theo một số vị sư chia sẻ thì chùa này tên là Khom Khlưng. Và cô bác quý anh chị biết thì các sư ở Khmer thì đi theo trường phái Nam Tông, có khắc thực và chỉ dùng một bữa trước giờ ngọ thôi. Ngày hôm nay thì đến đây một là tìm hiểu về một cái kiến trúc ngôi chùa khá là đẹp ngay tại xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Thứ hai thì Bùi Hồ cũng muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị một cái câu chuyện khá là lạ, đó là nhục thân của một vị sư không phân hủy sau khi ngài viên tịch. Và thật sự cái câu chuyện là sau khi vị sư này viên tịch thì nhục thân không hủy là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong cũng như là ngắm kiến trúc ngôi chùa, cũng như là mình sẽ đến đây kính viếng cũng như là đảnh lễ cái nhục thân của vị sư ha. Cô bác quý anh chị biết rằng các cô chú là người dân tộc Khmer á, khi mà mất rồi hoặc là các vị sư viên tịch á thì sẽ được có hỏa thiêu nè, rồi sau đó là sẽ đem cái phần hài cốt vô chùa. Riêng các vị sư á thì một cách rất là tôn trọng hơn đó là sẽ để vô cái quan tài, sau đó là chôn ở trên cái phần mặt đất, rồi sau đó sẽ cải táng lấy lại cái phần hài cốt. Tuy nhiên ngôi chùa này thì vì sau khi vị sư ông là một vị sư trong chùa này viên tịch thì gọi là nhục thân nó không phân hủy luôn. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây. Ngày hôm nay thì để đến đến đây được á thì Bùi Hồ có đi với anh Một Đồng cũng như là Út Đồng Tháp, và bên bên trên kia kìa cô bác quý anh chị, đó là một cái chánh điện của cái ngôi chùa đó. Kiến trúc của các ngôi chùa Khmer cô bác quý anh chị thấy nó có hai tông màu chủ đạo, đó là màu màu ngói là màu màu đỏ, màu vàng, đó gọi là sơn son. Bây giờ mình qua đây đi ha, mời cô bác quý anh chị cùng với lại Bùi Hồ cũng như là các anh em sẽ qua đây để mình kính viếng đảnh lễ nhục thân của vị sư ông này. Và nghe nói rằng là vị sư ông này đã viên tịch được 10 năm rồi. Sau khi cải táng để cải táng lên đó thì người ta thấy một điều rất là lạ, đó là phần còn nguyên vẹn cái phần nhục thân của ông luôn, không có tẩm ướp hóa chất gì cả. Và coi như là một cái nơi để cho Phật tử đến đây kính viếng đảnh lễ nè cô bác anh chị. Đây là một cái tháp rất là to đúng không? Và cô bác anh chị đi các chùa của Khmer, Nam Tông Khmer thì mình sẽ thấy những cái tháp, và những cái tháp xung quanh chùa đó là những cái phần hài cốt gia đình của các Phật tử đó, sau khi hỏa thiêu rồi sẽ để lưu giữ trong chùa luôn. Còn đây là phần rất là trang trọng, cô bác quý anh chị thấy rất là đẹp ha. Đây là một cái đường đi lên là có hai ông gắn thằng ha, gắn thằng Naga cô bác anh chị. Trước khi đến đây thì các anh em cũng có trao đổi qua với lại vị sư ở trong chùa, và vị sư nói là rất là ngại lên mạng xã hội vì vị sư không có gành tiếng Việt để mà nói hết những cái ngôn ngữ để cho cô bác anh chị hiểu. Và vị sư nói là các anh em á cứ đến đây rồi kính viếng đảnh lễ để chia sẻ cho mọi người biết luôn, không có gì cả. Mà cô bác anh chị qua đây ha. Hôm nay mình đi ngay mùa hè và các vị sư hiện nay đang dạy các em học tiếng Khmer cho nha. Dạ. Đây. 10 năm rồi nha cô bác anh chị. Sau khi cải táng lên thì nhục thân của ông để đây cũng đã 10 năm rồi. Và do là anh Một Đồng với Út Đồng Tháp cầm máy á, mình sẽ xá như để mà coi như đảnh lễ nha. Con ngày nào con cũng vô con quét dọn cho nó sạch cái phần bụi đó hả? Dạ. Ê hả? Xem. À. Con này. À. Hai đứa con ngày nào cũng vô đây quét cho sạch bụi ở đây ha. Dạ. Mình thấy là nhục thân của sư ông á được lồng ở trong một cái lồng kiến rất là trang nghiêm ha. Và mình sẽ bước vô trong nhẹ nhẹ nha. Đây là cái phần nhục thân của ông á, coi như là toàn còn nguyên vẹn hết ha anh Một Đồng.
Khi mà mọi người xem qua hình ảnh thì không biết là như thế nào, thì trước đó cũng đã 3 năm 4 năm rồi mình đã chia sẻ đó, thì lúc đó cái phần da nó vẫn còn luôn, không có bị nứt nẻ như thế này. Nhưng mà đến hôm nay thì mình thấy cái phần da nó có như khô á, khô nó nứt nứt hơi nè. Nhưng mà mình thấy là gần như là khô thì hoàn toàn còn nguyên vẹn hết luôn. Đúng nha. Rồi, nguyên vẹn. Và không có nghe một cái mùi nào gọi là hôi thối nha cả nhà. Các cô bác anh chị. Hồi sớm thì sư cũng có chia sẻ nhưng mà ngại lên mạng đó, thì sư nói là cái phần xác của sư ông này thì cũng không có dùng thuốc dùng gì để mà bảo vệ xác hết á. Toàn bộ là nó nguyên vẹn như là từ lúc ban đầu á, không có xài thuốc hay gì hết. Ở trên phần tóc nó vẫn còn nguyên vẹn luôn. Ủa giống như là có tóc có mọc ra sao vậy? À đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Okay. Thường là các sư đây đều không chảo trọc đầu hết rồi. Nhưng mà tóc hình như là giống như gà đúng không? Gà kìa. Thấy ồ bữa nay tóc thấy nhiều nhiều kìa. Thì cái đó phần đó thì mình cũng không biết như thế nào rồi. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? Nếu như là một người bình thường á thì sau khi mất rồi á thì sẽ 2-3 năm ở các Phật tử Khmer ở đây á, sau khi mất 2-3 năm á phải cải táng lên, chôn ở dưới đất 2 năm thì cải táng lên. Sau đó là sẽ lấy phần cốt đem vô chùa. Tuy nhiên đối với các vị sư ở trong chùa á, thì khoảng 6 năm thì mới cải táng lên và cũng để cái phần cốt trang trọng ở trong chùa. Còn đối với sư ông ở đây á thì gọi là nhục thân nên là nữ là còn nguyên vẹn, thì ngôi chùa quyết định là để ở đây bảo tồn và khóa lại đây luôn ha, và coi như là để trong một cái lồng kính này luôn ha. Bên đây là hình ảnh của sư lúc còn tại thế ha. Ở đây là một vị sư, ông sinh năm 1935, mất năm 2014, vậy là đúng 10 năm. Thì các anh em mình sẽ chia sẻ cái phim này, đúng không? 10 năm rồi. Cả nhà thấy không? Và trên cái nhục thân của vị sư á, vẫn còn được mặc một cái áo cà sa. Vị sư 80 tuổi mới viên tịch. Con tiếng Khmer tiếng đó đọc tên là gì con? Chào Tinh. Hả? Chào Tinh. Chào Tinh hả? Dạ. Là tên của sư âm hả? Dạ. Tên thiệt của sư âm. Dạ. Đó là tên tục ạ. Tinh. Cả nhà có thấy không? Những cái móng chân á của vị sư âm là còn thấy còn nguyên á, còn nguyên vẹn luôn á. Và dưới này không có một cái chất quá chất nào để bảo quản nha cả nhà. Và nằm sư ông nằm lộ thiên ở trên này luôn, chỉ là có cái lồng kính thôi để mà bảo vệ á, sợ những cái con côn trùng rồi nó vô quá anh một đồng, chứ không có một cái chất nào nha. Ở dưới này là cái phần đá đúng không? Phần đá. Đúng rồi. Và tối thì chắc có lẽ là có đèn. Có đèn lên, đúng không con? À, con có cầm đèn lên được không? Không. Là cứ Phật tử nào đến đây đều mở cửa cho tham quan. Dạ. Con là mở cửa hả? Dạ, hai người. Hả? Con với bạn mở cửa hả? Dạ. Trước khi mở cửa con có lại sư ông không? Con có Có lại sư ông không? Có. Có hả? Dạ. Con năm nay là nhiêu tuổi rồi? 15. 15 tuổi rồi. Vậy là sư ông mà viên tịch thì bạn này mới có 5 tuổi rồi. À, không có biết. Ôi mình hôm nay quay lại thì anh thấy cái tay à. Này là toàn nhục thân luôn nha.
ở Việt Nam mình có những cái nhục thân của các vị sư ở một số ngôi chùa nào ngoài Bắc á, thì lúc đó thì coi ở trên những cái truyền thông á cũng có thấy, nhưng mà ở miền Tây của mình thì đây chắc có lẽ là nhục thân của vị sư mà đặc biệt nhất, đúng không anh Mộc Đồng? Đúng rồi. Thì mình đi tất cả các ngôi chùa ở An Giang này thì mình thấy đây là có vị sư này thôi, chứ chưa có vị sư nào thứ hai. Ở trên đó mình thấy có một cái cây quạt. Ở chuyện gì thì cũng có thể xảy ra, đúng không? Đối với vị cao tăng như là sư ông thì chắc có thể là mình theo Phật pháp thì gọi là đã đắc đạo rồi, thì để lại cái phần nhục thân này ha, bỏ cái phần xác này, vị sư cũng đã đắc đạo rồi. Mình thấy là còn nguyên vẹn hết luôn nha cả nhà. Thường thì khi nào thì mới thay áo cà sa cho sư? Khoảng mấy năm đó, 3-4 năm. 3-4 năm thay áo cà sa cho sư rồi con? Dạ. À, mình nhìn thấy cái gì đó nó rất là thiêng liêng, mà mỗi khi mình về đây mình kính viếng, mình đảnh lễ trước cái nhục thân của vị sư ha. Cũng mong rằng là tất cả các cô chú, anh chị, ông bà hoan hỷ khi mà mình chia sẻ cái thước phim này về một về nhục thân của một vị sư ông ngay tại chùa gì anh Một Đồng? Chùa Công Plưng, đúng không? Đúng rồi. Công Plưng. Công Plưng. Chùa gì đó con? Chùa Công Plưng. Chùa Công Plưng. À, khá là lạ ha. Và ở dưới này là cái phần được xây, đúng không? Được xây lên, cũng có đánh ấy đèn là. Cô bác anh chị thấy ở dưới này là để rất là trang nghiêm, có những cái hoa sen á, mà hoa sen này là hoa sen màu màu trắng, thể hiện cái sự tiếc thương á. Còn cái áo quan của sư thì cũng không có còn nguyên vẹn luôn. Và chia sẻ với lại cô bác anh chị là sau khi mà vị sư viên tịch á thì chôn cất 6 năm, sau đó đem lên cải táng để lấy cái phần cốt, thì các vị sư mới bất ngờ rằng là vị sư không có, về cái thân của vị sư á không có phân hủy mà còn cả cái nhục thân như thế này luôn, và hiện nay vẫn còn lưu giữ một cái phần áo quan của vị sư ở bên cái tháp bên kia, gần cái ngay chỗ chánh điện, đúng không con? Dạ. À, bây giờ thì con có thể dắt cho chú qua bên đó được không? Được. À, đi ha. Thôi bây giờ thì rất là hoan hỷ, mình cũng không muốn nói nhiều. À, rất mong rằng là vị sư sẽ hoan hỷ cho anh em của tụi con đến đây đã chia sẻ cái thước phim như thế này. Chủ yếu là chia sẻ để cho mọi người biết về một vị sư, một vị cao tăng đã đắc đạo để lại toàn bộ nhục thân ha. Cũng không phân hủy luôn. Bây giờ thì sẽ qua bên một cái phần nơi lưu giữ cái áo quan của sư ông. Ê hả con? Dạ. À, ở đây ai ngủ ở đây á? Dạ sư ở sau chú nó. Các vị sư ngủ đây hả? Dạ. Ồ, một cái áo quan bằng gỗ rất là chạm khắc, rất là cầu kỳ ha. Mà cái kiến trúc thì phải nói chạm khắc rất là tinh xảo, đúng không anh? Đúng rồi. Một 6 năm mà nằm ở dưới đất, nhưng mà khi mà đem lên thì nó hiện luôn. Đây là cái chất liệu gỗ thì mình không biết bằng gỗ gì nè, nhưng mà xài cái chất liệu gì mình cũng không biết, nhưng mà nó bảo quản còn rất là mới luôn ha. Và theo một vị sư ở trong ngay tại ngôi chùa này chia sẻ, sau khi sư ông mất á thì không có tẩm ướp tắt hóa chất nào cả, mà chỉ để cái phần trà ở dưới thôi, và sau đó mới đặt sư ông vào trong cái áo quan này thì và chôn ở dưới đất đúng 6 năm thì cải táng lên thì mới thấy được cái phần nhục thân của vị sư, và lưu giữ đến thời điểm hiện tại cũng đã 10 năm rồi.
Và cô bác anh chị thấy một cái áo quan cực kỳ chạm khắc, cực kỳ tinh xảo và phải nói rất là cầu kỳ đúng không? Đúng rồi. Này không biết là được chạm khắc bởi bằng tay hay là bằng máy. Những cái đường chỉ hoa văn rất là đẹp ha. Phải nói cực kỳ tinh xảo. Đây là một phần lưu giữ lại cùng với lại nhục thân của nhà sư. Đúng rồi. Và cái áo quan của vị sư này thì so với người Việt mình thì thấy nó khác xa lắm đó. Nó rất là cao. Cao mà nó cầu kỳ nè, bên trên. Và ở trên có cả một cái phần mái giống như là một cái phần mái chùa vậy. Đúng rồi. Đúng không? Cái kiến trúc á. Phần mái giống như là mái chùa. Và không biết thì cô bác anh chị biết không, đối với người Việt của mình á thì có hình những cái con rồng, con rồng là một cái con vật giống như là biểu trưng như con rồng giáo tiên. Còn đối với cô chú là người Khmer á, hoặc là những ngôi chùa có kiến trúc Khmer thì đó là hình của một thằng rắn có tên là thằng rắn Naga đó. Và vì thằng rắn này gắn liền với lại Phật giáo ha. Khi mà Đức Phật Thích Ca đó bị mưa thì rắn Naga này cuộn tròn cái thân mình lại và đưa những cái phần đầu á, bảy đầu hoặc là chín đầu tùy theo ở một số tín ngưỡng ha, để mà che cho Đức Phật. Thôi thì mình cũng chia sẻ đến đây ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong chánh điện của ngôi chùa Khom Kha Lưng ngay tại xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn để mà viếng chùa cũng như là thắp hương, đồng thời là tham quan cái kiến trúc khá là độc đáo của tất cả các ngôi chùa Khmer, của ngôi chùa Khom Kha Lưng nói riêng và ngôi chùa Khmer nói chung ha. Chúng ta nhìn thấy một cái kiến trúc rất là đẹp, một cái kiến trúc màu vàng với lại màu đỏ sơn son thép vàng tổng thể ha. Đây là biểu tượng của rắn thằng Naga. Ở các cô chú người Khmer á thì rất là thích số lẻ, số 5 nè, số 7 nè và số 9. Còn đối với một số như ở Trung Quốc á, cô bác anh chị biết thì họ rất là trọng cái số chẵn, như đặc biệt là số 6 với số 8. Còn đối với cô chú cộng đồng người Khmer á, rất là thích cái số 7 và số 9. Anh một đồng thích số mấy? Số 7 đúng không? Là 3 chìm 7 nổi 9 linh lên đúng không? Bây giờ vô đây. Đây là một cái nơi khá là thanh tịnh. Và cô bác quý anh chị thấy là cái kiến trúc của các ngôi chùa Khmer và cái chiều cao mà từ cái phần nền này nè, từ cái phần đất lên ha, lên tới cái phần chánh điện thì nó khoảng phần nền của cái chánh điện là nó khoảng 2 mét rồi. Và từ cái chánh điện này lên trên cao kia khoảng 4-5 mét đó cô bác quý anh chị. Một cái kiến trúc rất là đẹp. Và đây là những cái cánh cửa gỗ ha. Và cô bác quý anh chị biết không, các Phật tử á, các Phật tử Khmer á, coi chùa này á là nơi, không những là nơi sinh hoạt tôn giáo mà họ chiều vô đây nè để mà ngồi đây, ngồi ở dưới cái mái chùa để mà tìm lại sự thanh tịnh. Và đối với các cô chú là Khmer á thì chùa nó giống như là một cái ngôi nhà, thậm chí là khi làm được 10 ngàn đúng không, 10 ngàn đồng thì sẽ đem cúng chùa khoảng 3-4 ngàn, còn bao nhiêu giữ lại. Tết thì cũng vô ăn Tết ở chùa, sinh ra thì được các vị sư làm phép. Rồi khi lớn lên, con trai lớn lên á thì phải đi tu sơ di báo hiếu 3-6 tháng, có duyên thì tu tiếp, còn không có thì thôi. Mà nếu như mà các chàng trai nha mà không đi tu á thì các sẽ không lấy được vợ. Sau khi tu xong thì có thể hoàn tục để lấy vợ bình thường. Và khi mà đám cưới đó thì cũng phải nhờ các vị sư lên làm lễ. Và khi mất đi rồi á thì cũng nhờ các vị sư lên tụng và đem cái phần hỏa thiêu xong cải táng, đem cái phần hài cốt bỏ vô các tháp ở trong chùa. Thì cuộc sống của các cô chú người dân Khmer gắn liền với lại cái ngôi chùa. Và cô bác quý anh chị biết không, Tết của các cô chú người Khmer á vô chùa hết à. Chùa được trang hoàng khá là lộng lẫy. Và cái phần tiền mà Bùi Hồ nói là cúng dường đó thì sẽ tích góp lại xây những ngôi chùa như thế này. Những ngôi chùa lớn như thế này là được tiền cúng dường của các Phật tử để cho các vị sư. Khi mà các vị sư đi tu báo hiếu á thì
các vị sư trẻ ăn một ngày một bữa thôi, thì chỉ ăn thôi trước 12 giờ chứ không có ăn nữa, và một ngày đi khất thực chỉ một lần trước 11 giờ rồi về chùa chia khất thực có gì ăn đấy và chia nhau để mà dùng. Có nghĩa là ai cho gì ăn đó, là các vị sư ở đây ăn mặn cũng được, ăn chay cũng được, tùy ở nhà dân á, có gì các Phật tử có gì thì cúng đó. Có nghĩa là tam tịnh nhục, không nghe con vật đó chết vì mình, không biết con vật đó chết vì mình, và mình không nghe cái gọi là quế trược đó cô bác chị. Thức ăn chỉ là để nuôi thân này để mà tu thôi. Đó là các một ngôi chùa Nam Tông ngay tại Khmer. Còn bây giờ thì vô đây tí xíu à. Cô bác chị biết là chùa, các ngôi chùa Khmer thì không có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nè, mà không có thờ Phật Di Đà, chỉ có Phật Thích Ca thôi. Vô đây ha. Đây là chánh điện nè, rất là thanh tịnh ha. Ở đây là hạn chế thắp hương, chỉ khấn vái bằng cái tấm lòng của mình thôi là được rồi. Bằng cái tâm thôi.